ra đi, mà trong cái khi mà bác ra đi ở đây, cái tuổi đời của bác thì cũng rất là bình thường so với cái độ tuổi của người Việt Nam mà ra đi, cái người ta gọi là sinh lão bệnh tử, nó là chuyện bình thường, không có gì mà để cho mọi người xuyên tạc một cách là quá đáng như vậy. Dạ vâng, em chào tất cả mọi người nhé. Em không thể chào riêng được, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Nhưng mà một nhóm chống cộng cực đoan ở hải ngoại thì họ có những cái sự xuyên tạc rất là ác ý. Họ có những cái suy nghĩ rất là ấu trĩ. Họ đã, nói chung là họ họ làm những cái việc mà mình không thể chấp nhận được. Cho nên á, là ngày hôm nay khi mà lên đây thì Hùng Ngọc xin chia sẻ với mọi người một cái số vấn đề là tất cả những người trong nước hãy tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Đừng bao giờ nghe những cái lời gọi là xúi giục ở bên ngoài. Họ đã xúi giục, họ xuyên tạc, họ bịa đặt rất nhiều năm rồi, ba mấy, 40 năm, 40 mấy năm cũng vậy mà thôi. Thực ra khi mọi người có xảy ra chuyện gì thì họ cũng chẳng làm gì được, họ cũng chẳng giúp đỡ được. Nhưng mà vì cái sự mà hèn hạ của họ, vì cái sự mà họ gọi là, ở đây là họ thù thù hận quá, cho nên từ chỗ đó họ có những cái điều mà nó xuyên tạc để mà họ chống phá cái đất nước này. Đó, cho nên là rất mong mọi người chia sẻ để cộng đồng mạng, những người Việt hải ngoại họ yêu đất nước này và họ nhớ về quê hương này, họ hiểu ra vấn đề, chứ không thể để những cái người có những cái đài mà gọi là đài truyền thông của người Việt ở bên đó, họ cũng sẵn sàng mọc ngang mọc ngửa, họ thêm mắm thêm muối đủ các kiểu lên đấy, họ thêm chân thêm tay vào đấy họ nói. Cho nên là hy vọng anh chị em trên cộng đồng mạng mà hôm nay theo dõi cái clip này á, thì xin mời mọi người chia sẻ để bà con chúng ta ở các nơi á, là về đây á, họ nghe được, họ hiểu được đất nước Việt Nam ngày hôm nay như thế nào. Không, nếu mà nói con đường trung đạo, em nói như vậy chị cũng không nhất trí với cái comment của em. Ở đây mình không thể nào mà mình chụp mũ hoặc là mình nói mình nghĩ như vậy được. Cái nào mình nhìn thấy sự thật thì mình nói. Nếu như dưới mắt và cái sự tiếp xúc của Hiếu Ngọc thấy á, mà cái người con lai thì có khi họ lại không có những cái nhìn một cách mà nó hận thù đến như vậy. Và tại vì những thường thường những người con lai, để Hiếu Ngọc phân tích cho, những người con lai là người ta được cha của người ta người Mỹ, và người ta sẵn sàng có những cái công ăn việc làm, người ta có những cái mà ý thức riêng ở đất nước người ta sống theo cái phong tục tập quán người ta không có thù hận lâu như vậy, và người ta thực tế người ta còn có đóng góp rất nhiều cho đất nước này. Có một số anh chị em ở đây mình cũng không không tiện nói tên, nhưng mà mình thấy nhận thấy là như vậy. Cho nên là các bạn đừng có nghĩ rằng là những người con lai là họ họ như vậy, cái đó là mình nói như vậy là không có nên. Tại vì bữa trước là anh ở đây là anh Lợi Minh, anh cũng có lỡ miệng anh ấy nói, thì anh tịt cái anh Johnson á, cái anh Tròn á, anh Tròn mà vừa rồi anh hay lên mạng đó, thì anh ấy đã rất là tự ái rồi, cho nên là chúng ta không nên nói như vậy, trở thành nó không hay nha mọi người, không không nên comment những cái lời đó. Thì Lisa Phạm á, Lisa Phạm là những cái thành phần, nó chỉ là một phần nhỏ trong số những người Việt con lai ở Mỹ. À, mình nói thành phần nào mình nói rõ như vậy, cho nên mình không thể chụp như vậy rồi thành ra nó mất đoàn kết. Thì ông Ngọc thấy có một cái sự chụp mũ của những cái người mà người Việt hải ngoại, người Việt luôn, chứ không thể nào mình chưa nhìn thấy những người con lai thực tế lên mạng để mà họ họ bôi nhọ đất nước, hay là họ nói xấu về đất nước, hay là họ chống phá, mà mình nhìn thực tế là những người Việt hẳn hoi, người thuần Việt hẳn hoi nha mọi người, nên nhớ. Ví dụ như ở đây là có Hùng Phạm, có như Hùng Phạm này, rồi rồi ai nữa nhỉ, cả nhà nhớ cái nick gì, Hùng Lân này, đấy đấy Hiếu Ngọc nói đấy là những cái người chống chống cộng cực đoan đó, đó là những cái người Việt hẳn hoi đấy. Cho nên là mình á, chính những cái người Việt này á, là những cái người gọi là cái công ăn việc làm nó không có ổn định đâu, cho nên mới có những cái tâm
tâm địa độc ác và xuyên tạc như vậy. Chứ thực tế những người con lai họ rất là tốt nha, đúng không? Không có bênh vực, nhưng mà thật sự mình không nên nói như vậy, ảnh hưởng đến cái thứ nhất là quan hệ hai nước, thứ hai nữa là ảnh hưởng đến những người mà người ta là con lai. Thực tế những người con lai là mình chưa chưa nhìn thấy họ lên đây họ chống bao giờ, cho nên mình không có bảo vệ, không phải là bảo vệ, nhưng mà mình thấy cái sự thật là như vậy, cho nên mọi người đừng đừng nên nghĩ như vậy nó ảnh hưởng. Thì có một số người Việt, có một số người Việt á, nghe nhỏ quá hả, em nói rất là lớn mà. Có một số người Việt á là người Việt thuần luôn, cả nhà thấy đó, người Việt rất là thuần, Tân Thái, Benny Trương, rồi Rose Đào, đó là những cái người Việt chính gốc người Việt mà đấu tố người Việt. Chứ thực tế những người nước ngoài, người Việt, người gọi là con lai đấy, tức là bố Mỹ mẹ Việt, thì họ lại rất là giúp đỡ người Việt Nam. Và như những người nước ngoài, ví dụ như Cuba chẳng hạn, ngay khi bác Trần Đại Quang mất đi thì nhà nước Cuba đã thông báo một cái lễ quốc tang tại nước Cuba, cho thấy là những người nước ngoài họ rất là quân tử, cả nhà, họ rất là quân tử, họ sống rất là đàng hoàng, và thậm chí họ cho đi họ không bao giờ nghĩ, họ không bao giờ nghĩ đòi lại. Nhưng ở đây những cái người Việt chống cộng cực đoan này đa số là những cái thành phần gọi là chính gốc người Việt mà thích ăn mà lười làm mà thôi, và hận thù quá lớn. Vì ngày hôm qua có một cái anh mà anh vào trong diễn đàn nhà ai này, anh chia sẻ là khi mà anh ấy gia đình, à không phải vào diễn đàn, mà anh có nhắn tin qua Messenger cho Hiếu Ngọc là khi mà gia đình nhà anh ấy ra đi, trong cái bối cảnh là lúc bấy giờ đất nước mình vừa mới giải phóng xong, đất nước mình vừa mới giải phóng xong, thì gia đình nhà anh ấy là giống như là cái thời điểm đó là gia đình có điều kiện và giàu có ở Hải Phòng, thì đất đai nhà cửa là đa số cái thời điểm đó là tham nhũng từ cái thời Pháp thuộc đó. Thế nhưng mà khi mà đất nước giải phóng một cái là nhà nước chúng ta lấy đó để chia cho người nghèo, nhưng mà người ta không hề hận thù nhé, người ta không hề hận thù, và người ta là con lai đó, người ta không hề hận thù, người ta đâu có hận thù đâu, mà người thậm chí bây giờ người ta vẫn gửi tiền về cho các cái chùa ở Việt Nam, cho các cái chùa ở Việt Nam đó. Đúng rồi, mình yêu nước là phải bằng cái đầu nóng và cái trái tim lạnh, mình không nên chỉ nhìn mà một phía là ảnh hưởng rất là nhiều. Thì khi mà người ta vẫn gửi tiền về các cái chùa ở Việt Nam để cứu giúp những người dân nghèo, rồi cũng giống như là để cho các sư thầy trong chùa họ có cái tiền sinh sống để họ cầu nguyện cho đất nước Việt Nam, hoặc những người đạo Công giáo nha, những người đạo Công giáo ở Mỹ, ở Canada hay ở Úc hay là ở các cái nước khác đó, họ cũng thường xuyên. Thì ngày hôm nay trong cái diễn đàn của Hiếu Ngọc thì Hiếu Ngọc thấy cũng có một người, hai người đó là họ thường xuyên họ gửi tiền về Việt Nam cho những những cái nhà thờ đó, để mà những cái mùa lũ lụt đấy, nhưng mà họ không có lên tiếng đó. Thì đấy là những người Việt yêu nước, mặc dù rằng họ chỉ là bố Mỹ và mẹ là Việt Nam, nhưng mà đó là cái tấm lòng của người ta. Nhưng mà đặc biệt khi mà Hiếu Ngọc lên đây thấy toàn những cái thành phần chống cộng cực đoan, đó là những cái thành phần thuần Việt và những cái thành phần chuyên ăn trợ cấp ở nước Mỹ, ở tất cả các cái nước trên thế giới này đó. Cho nên là những cái thành phần này á, thì chúng ta không thể nào mà tha thứ cho họ được, bởi vì ngay từ khi họ sai mà họ vẫn không nhận ra sai, và tới bây giờ càng ngày họ càng sai hơn, và thậm chí họ càng ngày còn ác độc hơn. Khi họ có những cái hành động kêu gọi là đốt sạch, giết sạch, phá sạch. Đốt sạch, giết sạch, phá sạch thì có phải là ba sạch đó của Lisa Phạm hay của những người chống cộng cực đoan đó? Thì như vậy là cho thấy là những cái người Việt mà chống cộng cực đoan này rất nhỏ nhen, ích kỷ và hẹp hòi. Thậm chí họ không có tư duy về đầu óc, không có sự nhìn nhận về đất nước hay về thế giới. Họ không nhìn nhận được cái gì ngoài cái gọi là cái cộng đồng của họ ở đất nước Mỹ xa xôi đó nha mọi người.
thì trái tim nóng hay cái đầu lạnh thì cũng vậy thôi. Lại dân phạm này nữa, Việt Nam muốn có văn minh giàu mạnh như những nước khác thì phải có đa đảng tam quyền phân lập rồi. Để Hữu Ngọc nói cho dân phạm biết này, đa đảng phải không? Việt Nam á nha, Việt Nam là đã trải qua một thời kỳ đa đảng, kể cả thời kỳ của Việt Nam Cộng Hòa, kể cả là của Đảng Cộng sản Việt Nam có đó. Ngay trong cái thời kỳ Bác Hồ còn lãnh đạo đất nước là có đa đảng rồi. Nhưng để nói cho dân phạm biết ở đây đa đảng đối với nước ngoài. Tại sao khi giao thông ở nước ngoài, khi mà cảnh sát giao thông họ bắt được cái người vi phạm giao thông thì cái người dân họ xuống họ chấp hành. Mà tại sao ở Việt Nam mà khi mà cảnh sát mà bắt cái người vi phạm giao thông thì xuống là cứ là gọi là trời ơi mồm loa mép giải, làm tay thì quay phim, miệng thì chửi, làm như là bố đời thiên hạ rồi, là chửi chửi những người đang bảo vệ mình đó. Thì thử hỏi là dân phạm bảo là liệu có là có đa đảng được không? Ừ. Dạ vâng, tất cả những ai nếu như muốn về Việt Nam thì Hiếu Ngọc và người dân Việt Nam rất là hoan nghênh và đón chào khi mà mọi người có cái tấm lòng đối với người dân Việt Nam đó. Quân Nguyễn nhắn tin qua Messenger nhưng mà chữa cái gì chị không biết. Đúng rồi, họ không có biết đâu Triệu Kiều Như. Em nói họ không biết nhưng mà chị nghĩ là họ có biết, nhưng mà vì chén cơm manh áo, vì cái sự hèn hạ của bản thân của họ cho nên họ cố tình, họ cố tình thôi. Chứ còn những cái người mà người ta, ở đây mình kể cho mọi người nghe, mình có một người bạn. Họ làm một ngày là 10 tiếng. Một ngày 10 tiếng thì cho thấy có phải là họ đóng thuế cho ít nhất là họ nuôi được 3 người. 3 người homeless ở Mỹ không? Mà họ là người cật lực làm, còn những người homeless ở Mỹ sẵn sàng, biết sao không? Giả đau, giả ốm, giả bệnh, giả thần kinh để mà ăn trợ cấp của xã hội. Đó là người Việt á. Dạ vâng, chào Phạm Tuấn Vũ, chào làng Hiền. Đó là người Việt đó cả nhà, chứ không phải ai xa xôi đâu, không phải là cái người dân Mỹ đâu nha. Cho nên á, ở đây người Việt không thể nào mà có đa đảng trong thời điểm này. Mọi người nên nhớ là như vậy. Không thể nào mà có đa đảng trong thời điểm này, cho nên đề nghị dân phạm đừng đòi hỏi đa đảng ở Việt Nam. Nếu dân phạm mà là người Việt Nam á thì hãy học hỏi đi, hãy lắng nghe đi và hãy suy nghĩ đi, xem bản thân mình đã làm gì cho đất nước này, làm gì cho tổ quốc này và làm gì cho gia đình mình. Cái cơ bản là mình làm gì được cho gia đình mình đã rồi hãy nói đến cái đất nước này. Tại vì cái đất nước này nó rộng lớn lắm. Nó không phải như trong cái bàn tay của bạn đâu. Cho nên á, bạn nói lên một cái câu đa đảng là cho thấy bạn đã muốn hưởng thụ và không muốn làm việc. Không kệ đi, để cho họ nghe. Họ nghe một ngày họ không hiểu thì 10 ngày họ sẽ hiểu. Thử hỏi dân phạm ở đây thì 10 người thì 9 người là người ta trả lời cho dân phạm đó. Ở đây nhá, dân phạm nên nhớ rằng á, đảng đa đảng hay một đảng là do người dân Việt Nam chứ không phải là do Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì Đảng Cộng sản Việt Nam là từ dân mà ra. Bạn nên nhớ là như vậy. Thì Hiếu Ngọc nghĩ là Hiếu Ngọc cũng không dành để mà nói hoài với dân phạm, bởi vì cái diễn đàn của Hiếu Ngọc hầu như lần nào cũng có dân phạm bước vào cái diễn đàn của Hiếu Ngọc nha. Và Hiếu Ngọc nói hoài cái chuyện là đa đảng rồi mà không hiểu. Không hiểu thì cho thấy là dân phạm quá ấu trĩ rồi nha. Dân phạm. Đúng rồi. Dạ vâng, cảm ơn Thanh Nhàn. Họ thích ăn ngồi rồi, đúng rồi đó. Thì ngày hôm nay thực sự khi mà Hữu Ngọc lên Facebook thì Hữu Ngọc thấy có một cái sự chia sẻ từ nhiều anh chị em nói về đất nước Cuba đã quốc tang 3 ngày và dừng tất cả các hoạt động giải trí. Dừng tất cả các cái hoạt động giải trí để tang bác Trần Đại Quang của chúng ta. Đó, thì thử hỏi rằng những người cách đây nửa vòng trái đất, họ là những người bạn của chúng ta mà họ để tang
để tang chủ tịch nước của chúng ta. Vậy thì hưởng ứng cái lòng tin yêu đối với người dân Việt Nam, họ họ coi như anh em máu thịt như vậy. Nhưng tại sao những người Việt trong nước cũng như là những người Việt nước ngoài, có một số thôi nha, Hiếu Ngọc nói ở đây có một số thôi, không biết đau lòng? Vậy thì có phải họ là quỷ dữ không? Vâng, chào tất cả anh chị em nhé. Hiếu Ngọc chào, tổng chào thôi. Họ có phải là quỷ dữ không? Hay họ chỉ biết rằng á, họ có được cái chén cơm họ ăn, họ có được cái chỗ họ nằm rồi là ok rồi. Nếu như Đảng Cộng sản mà ác như vậy thì ngày nay họ có được sống ở trên đất nước Mỹ hay không? Hay là người ta sẽ đuổi cùng giết tận? Mà tại sao người ta để cho những người vượt biên đi qua bên Mỹ, qua bên Canada, qua tất cả các cái nước bên ngoài thế giới để mà sinh sống? Và ngày nay có nghị quyết 36 sẵn sàng bán nhà và sẵn sàng đón chào những cái người Việt hải ngoại về để mà chúng ta hòa hợp dân tộc. Thì cho thấy là Cộng sản là thế nào? Và người dân trong nước 94 triệu dân và càng ngày càng nhiều người dân hơn, và rất nhiều người Việt hải ngoại họ muốn về Việt Nam sinh sống. Thì cho thấy là cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là thế nào? Và chúng ta đã, ngày xưa Bác Hồ đã nói là khi nào đất nước, Bác Hồ dạy các cháu thiếu nhi có một câu là có một câu là nói là làm sau này là các cháu sẽ sánh vai với các cường quốc Nam Châu đó. Cái câu đó Hiếu Ngọc không có nhớ rõ lắm, nhưng mà cái câu đó là nó cũng ăn sâu nhưng mà không nhớ rõ lắm. Thì mọi người comment lên thì thấy. Thì ngày hôm nay tất cả các nguyên thủ quốc gia đã đặt chân đến đất nước Việt Nam chúng ta. Hội nghị APEC vừa rồi đó, Việt Nam đã tổ chức thành công. Hay là tất cả các cái giải như SEA Games chúng ta tổ chức thành công. Vậy thì ai là người tổ chức cái này, có phải là Đảng và nhà nước không? Trở lại cái chuyện mà đang nói là nhà nước Cuba, người ta đã để tang 3 ngày để viếng bác Trần Đại Quang của chúng ta. Thì Hiếu Ngọc muốn nói về bác Trần Đại Quang một chút. Mọi người xin mọi người lắng nghe và chia sẻ ở chỗ này. Bác Trần Đại Quang là một người tiền thân đi lên làm chủ tịch nước, là bác đã có rất nhiều năm cống hiến cho đất nước này từ một chức vụ của một người công an nhân dân. Bác là một người công an nhân dân, bác hy sinh về cái tuổi thanh xuân. Tại sao có nhiều người thanh niên hàng ngày có thể được ở bên cạnh vợ con, hàng ngày có thể được ăn no ngủ kỹ, có thể là 8-9 giờ sáng dậy cũng được. Nhưng thưa với quý vị rằng những người công an, những người bộ đội họ có được ăn ngủ như vậy không? Hay cũng có thể là một năm họ mới được về với vợ con một lần, cũng có thể là một tháng họ mới về với vợ con một lần. Đây có phải là sự hy sinh không? Và cái lương để mà người ta nhận lương đó, nó có xứng đáng với cái thời gian để mà họ bỏ ra chất xám và bỏ ra trí tuệ, bỏ ra công sức để mà xây dựng cái đất nước này không? So với cái đồng lương hàng tháng để mà người ta nhận được. Cho nên có một số người Việt hải ngoại nói bác Trần Đại Quang là vì bác là người công an nhân dân cho nên người dân thế nọ, người dân thế kia. Họ xuyên tạc rằng người dân Việt Nam vui mừng khi bác mất. Đó, mọi người thấy có được không? Tức là một mũi tên của họ, họ muốn đánh hai đích. Đích thứ nhất là chủ tịch nước của chúng ta vừa mới ra đi, cả nước còn đang đau thương. Thật sự ngày hôm qua giờ Hiếu Ngọc rất là buồn. Rất là buồn. Cho dù bác mới lên làm chủ tịch nước được mấy năm, nhưng đó cũng là một cái sự cống hiến hết mình của bác cho đến hơi thở cuối cùng để bác ra đi. Để cho đất nước này có được những cái cơ hội vươn ra tầm cao mới ngoài thế giới kia, bác đã từng đi ra nước ngoài. Bác cũng đã từng đi ra nước ngoài để mà ngoại giao, để tìm kiếm cơ hội cho cái đất nước này. Và ngày hôm nay bác ra đi, bác được gì không? Đó. Thì trở lại vấn đề là như hồi nãy Hiếu Ngọc có nói là tại sao mà những người Việt hải ngoại á, là họ xuyên tạc rằng vì bác là công an. Vậy cho hỏi trên đất nước này, nếu như không có những người chiến sĩ cảnh sát, chiến sĩ công an, cảnh sát công an là một, hay không có những người
mà những cái người mà gọi là cảnh sát cơ động, những người bộ đội Cụ Hồ, những người là trực tiếp sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì đất nước, vì tổ quốc bất cứ lúc nào. Nếu khi họ nhận mệnh lệnh, họ sẵn sàng chết và hy sinh. Thử hỏi ngày xưa thời chiến tranh thì là bắn súng mà, phải không? Thì là ra chiến trường, phải không? Là ra trận mạc, phải không? Nhưng mà cái đó là cái chết, cái thời chiến ai cũng có thể nhìn thấy. Nhưng ngày nay á, thì mọi người thấy rằng các chiến sĩ cảnh sát, các chiến sĩ bộ đội của chúng ta, bộ đội của chúng ta á, thì băng rừng vượt suối vẫn phải bảo vệ lãnh thổ đất nước, vẫn phải hàng ngày hàng đêm canh giữ đất nước này, nhất là những người bộ đội ở ở ngoài biển đảo kia. Còn những chiến sĩ cảnh sát của chúng ta, nếu như khi đi bắt tội phạm, hoặc nếu như khi đi bắt những cái người mà buôn bán ma túy, mà chúng chỉ cần chích một cái mũi kim HIV vào người chiến sĩ cảnh sát của chúng ta, hoặc có nhiều người phải dùng thuốc để mà vào hang cọp mà bắt cọp, có nhiều người bị phơi nhiễm. Vậy cái này có đúng là sự hy sinh hay không? Mọi người thông cảm. Lát nữa Hiếu Ngọc nói xong cái xúc cảm này thì Hiếu Ngọc sẽ mời mọi người lên nha. Mọi người hết sức thông cảm để Hiếu Ngọc nói nốt. Tại vì Hiếu Ngọc rất là bức xúc khi những người Việt hải ngoại người ta xuyên tạc nói rằng bác Trần Đại Quang là một người công an cho nên mới bị người dân ghét. Mà ai là người ghét bác Trần Đại Quang? Ai là người ghét bác Trần Đại Quang ở đây? Trong khi người dân Việt Nam rất là buồn, chỉ có một số người Việt hải ngoại và một số dân chủ cuội, hoặc là một số thành phần trộm cướp tội phạm mới ghét được bác Trần Đại Quang, hoặc mới ghét công an. Nếu anh không bị không phạm tội thì anh có liên quan gì đến công an đâu mà ghét công an. Ngày xưa thời chiến tranh thì bộ đội đi ra ngoài biển đảo, đi ra ngoài chiến trường trận mạc, đúng không? Đó là cái sự hy sinh và đó là một cái lý tưởng rất là lớn lao, ai cũng có thể nhìn thấy. Nhưng ngày nay những người chiến sĩ cảnh sát cơ động, những người chiến sĩ công an giao thông, những người chiến sĩ công an cảnh sát của chúng ta như vậy làm việc có phải là khác gì đi vào trận địa trận mạc không? Khác gì đi vào chỗ chết không? Không phải ai cũng có thể ngồi bàn giấy, có những người họ phải bước ra ngoài những cái lần mà săn bắt tội phạm. Để Hiếu Ngọc kể cho mọi người nghe, ở chỗ nhà Hiếu Ngọc có một cái trại giam. Thì Hiếu Ngọc có một cái chị bạn rất là thân. Chồng chị bạn Hiếu Ngọc là làm công an trại giam. Và mỗi một khi á, là cái người công an này á, mà ở cái trại giam có một cái việc gì á, là trực 24/24, không được về nhà với vợ con. Cho dù ở nhà vợ có phải cấp cứu đi bệnh viện, anh ấy cũng không thể về được nếu nhiệm vụ chưa hoàn thành. Thì cái năm đó là chị bạn của Hiếu Ngọc là sinh con đó. Thì thực sự Hiếu Ngọc rất là thông cảm với những người vợ của các chiến sĩ công an. Rồi ok, em lát nữa em sẽ mời anh Trung thông cảm, em đang nói dở tại vì em đang có cảm xúc về cái bài nói này. Thì khi đó là cái người vợ này ở nhà sinh con mà chồng không có nhà. Chồng vẫn đang phải, là cái thời điểm đó là tội phạm chạy trốn. Tội phạm chạy trốn là tất cả các chiến sĩ bắt buộc phải đi tất cả các điểm chốt để mà bắt cái tên tội phạm này, mà cái tên tội phạm này cực kỳ nguy hiểm. Hắn là một tên buôn ma túy mà khét tiếng, mà có cái khi mà bắt hắn là hắn có vũ khí trong người và hắn có đàn em rất là nhiều. Là mọi người nên nhớ rằng cái tên tội phạm như vậy thì nguyên một cái trại giam là trực 24/24 và trực 100% quân số, mà lúc đó là gần Tết rồi. Đó, thì mọi người thấy rằng khi cái người vợ này sinh con ở nhà, không may nha cả nhà, biết không? Chị bị mất vì là chị bị băng huyết, không thể cầm máu được.
Mà khi chị đi, chị gọi điện cho chồng là em chuẩn bị đi sinh rồi, anh có về được không? Anh chỉ kịp trả lời một câu là anh đang làm nhiệm vụ không thể về được, em nhờ mẹ, nhờ các em giúp đỡ giùm anh. Xong công việc anh mới về được. Thì mọi người thấy rằng cái hình ảnh đó trước mắt của Hiếu Ngọc, và đó là một người bạn của Hiếu Ngọc, và Hiếu Ngọc thấy rằng rất là đau xót khi chị ấy mất được đúng 3 tiếng rồi anh mới về nhà. 3 tiếng anh ấy về nhà, anh nhìn vợ nhìn con, anh ấy ngất luôn. Một người chiến sĩ công an mà người ta hiên ngang cỡ nào dưới quân thù, nhưng mà khi người ta nhìn đến người thân người ta như vậy, đau không kìm được và ngất. Cái điều đó có ai chia sẻ được không? Không ai chia sẻ được và không ai hiểu được cái nỗi đau đó. Con thì mồ côi mẹ, cha thì phải đi làm nhiệm vụ. Sau này đứa trẻ nó lớn lên nhờ bà ngoại chăm sóc. Đó là một cái sự hy sinh rất là lớn của cái người người cảnh sát, cái hy sinh về cái cuộc sống riêng tư đó để mà làm nhiệm vụ đó. Họ làm việc không phải vì đồng lương. Mọi người phải biết rằng họ làm việc không phải vì đồng lương không, mà họ làm việc vì cái sự tình yêu quê hương đất nước này. Họ sẵn sàng hy sinh. Đúng rồi, cả thế giới họ 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 chia buồn tại Liên Hợp Quốc đối với đất nước Việt Nam, nhưng mà chỉ có một số người Việt hải ngoại và một số dân chủ của trong nước là có những cái hành động lời nói bất nhân bất nghĩa. Đau lắm chứ cả nhà. Mọi người thấy Hiếu Ngọc rất là bức xúc ngày hôm qua đúng không? Đúng là ngày hôm qua Hiếu Ngọc rất là bức xúc. Khi mà Hiếu Ngọc lên, Hiếu Ngọc có những cái sự rất là căng thẳng. Bởi vì sao? Hồi nào đến giờ Hiếu Ngọc không có bao giờ mà nóng, hoặc không bao giờ mà chửi, hoặc là không bao giờ mà nói những cái lời nặng lời với bất cứ một ai. Nhưng mà thật sự ngày hôm qua đó và ngày hôm nay thì cái sự đó nó cũng bớt đi một chút, nhưng mà cảm thấy nó cái sự đau lòng nó vẫn còn ở trong cái tâm trí của Hiếu Ngọc. Đâu rồi, chưa có thấy nó. Sát giao thông thì có phải là cái giao thông của Việt Nam nó sẽ hỗn loạn đến thế nào, và không có những cảnh sát cơ động thì những lúc đất nước có những cái sự việc, ví dụ như biểu tình vừa rồi, hay ví dụ như những cái trận mưa bão, hay là ví dụ như những cái trận lũ lụt, không có những đồng chí đó, ai là người bảo vệ, ai là người chia sẻ và ai là người lo lắng cho người dân đây? Có những cái hình ảnh mà người chiến sĩ cảnh sát cơ động của chúng ta đầu trần và không có cái áo mưa, ngồi trên mái nhà lợp nhà cho người dân. Có những chiến sĩ cảnh sát áo mưa không mặc nhưng đưa áo mưa cho người dân. Đấy có phải là cái sự chia sẻ không? Và đấy có phải là những cái hình ảnh đẹp đấy không? Nhưng mà rất ít người biết được đến những cái hình ảnh đó. Bởi vì sao? Bởi vì khi các chiến sĩ làm nhiệm vụ thì ít có người chụp được hình, và nhất là trong các cái ngành công an và ngành cảnh ngành ngành bộ đội, người ta rất ít đưa những cái hình ảnh lên trên mạng. Họ làm việc vì cái lý tưởng, vì yêu quê hương, vì yêu đất nước, vì yêu dân tộc này, và họ không bao giờ muốn thể hiện mình. Đó là cái ý chí của người cộng sản, họ sẵn sàng làm việc, sẵn sàng hy sinh cho đất nước này, nhưng không cần phải lên mạng để câu like câu view. Bác Trần Đại Quang không phải là ở tỉnh Hà Nam mà bác là ở tỉnh Ninh Bình, chứ không phải là tỉnh Hà Nam nha Trung Anh. Cảm ơn bạn. Những người chiến sĩ cảnh sát họ thầm lặng họ làm việc như vậy, nhưng tại sao người dân chỉ muốn đòi hỏi, chỉ muốn là
cái gì cũng cũng phải cảnh sát làm. Xin lỗi quý vị một câu, có những người á, mất con gà mất con chó, alo báo cáo cảnh sát, gọi cảnh sát đến nhà tôi mất gà mất chó, nhưng không có sự việc gì xảy ra thì sẵn sàng khi mà bị vi phạm giao thông á, là bắt đầu gọi người ta, là thậm chí gọi những cái danh từ rất là bức xúc, rất là mất dạy. Thiếu Ngọc thấy là cái văn hóa của một số người vẫn còn kém và vẫn còn thất đức lắm. Cái văn hóa như vậy làm sao mà đòi hỏi người khác được, làm sao mà đòi chê trách người khác được. Bản thân mình chưa hoàn thiện làm sao chê trách người khác được. Cái gì được rồi anh Hồ Tránh? Mình không thể chê trách được người khác khi người ta cống hiến cả cuộc đời cho cái dân tộc, cho cái đất nước này. Trở lại câu chuyện của bác Trần Đại Quang của chúng ta ngày hôm nay. Bác làm công an thì đã là sự cống hiến cho đất nước rồi. Còn đòi hỏi cái gì nữa? Rồi khi bác mất, trước khi bác mất thì bác cũng là bị bệnh, bác cũng là đi khám đi chữa ở nước Nhật á. Ở nước Nhật đó mọi người. Vậy mà chúng cũng lên chúng xuyên tạc được. Chúng cũng nói là vì là người này đầu độc, người kia đầu độc. Chúng có một cái mũi tên là chúng đánh hai đích. Thứ nhất là khi bác Trọng còn đang làm cái nhiệm vụ của bác trong cái đất nước này. Đó. Chúng cũng chụp mũi cho bác Trọng được. Thật sự Hiếu Ngọc thấy kinh tởm và ghê tởm cho những cái con người mang dòng máu Việt. Hiếu Ngọc ước gì á, những người đó đừng có mang dòng máu Việt, thật sự luôn á, là kẻ thù đi. Ngày hôm qua và đến hôm nay Hiếu Ngọc vẫn muốn lên án Nguyễn Duy Tân. Vẫn muốn lên án với Nguyễn Duy Tân. Con người lòng lang dạ thú. Mọi người nên lên án mạnh mẽ cái Nguyễn Duy Tân này để cho cơ quan an ninh người ta phải vào cuộc. Vâng, em chào anh trai. Chào em gái Diệu San. Và chào tất cả anh em cộng đồng mạng trong nhà Diệu San. Anh ơi. Em nói đi. Em là Ngọc Hiếu, không phải Diệu San. Ngọc Hiếu, quên, xin lỗi. Xin lỗi vì anh cứ nhìn vào đây này, nhìn cái còm Diệu San, khổ quá. Rồi, anh chào em gái Ngọc Hiếu, thành thật xin lỗi. Khi mỗi người dân Việt Nam chúng ta vừa nghe tin... đồng chí Trần Nhật Quang, đồng chí đại anh cứ quên rồi, chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tử giã quay trần về nơi tiên cảnh, thì mọi người dân Việt Nam chúng ta cũng đều muốn thắp nén tâm nhang để kính viếng hương hồn đồng chí và kính cẩn nghiêng mình trước vong linh đồng chí Trần Đại Quang và cầu mong trong vong linh đồng chí trở về quê vĩnh hằng được siêu sinh tịnh độ. Thực ra không có một gì đau buồn nào hơn đối với một dân tộc khi một người lãnh đạo đất nước đã ra đi khi còn đương vị. Chúng ta nhìn lại một cái chặng đường của chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc thì chúng ta thấy được cái công lao to lớn của ông Trần Đại Quang. Mà bọn chúng có nói là công an với quân đội thì chúng ta phải nói như thế này này, công an và quân đội là hai công cụ bạo lực sắc bén để bảo vệ quê hương đất nước. Công an chống thù trong, quân đội dẹp giặc ngoài. Đó là hai cái nhiệm vụ sắc bén của Đảng. Thì hôm nay chia sẻ về chủ tịch nước Trần Đại Quang thì mình phải nói như thế này này. Và nãy Ngọc Hiếu đã nói
ở đất nước Cuba anh em đã quyết định treo cờ rủ và tổ chức quốc tang cho Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 3 ngày, thì chúng ta mới thấy rằng cái tình cảm chân thành, sắt son chung thủy của lãnh đạo nhà nước Cuba và nhân dân Cuba đối với chúng ta như thế nào. Và nếu như các bạn sinh vào những cái thời kỳ kháng chiến chống Mỹ thì mới thấy rõ được cái tình cảm của Chủ tịch Fidel Castro với nhân dân Cuba, đối với nhân dân Việt Nam trong thời gian kháng chiến chống Mỹ như thế nào. Chủ tịch Fidel có một câu nói rất là nổi tiếng: vì Việt Nam, chúng tôi sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Cả máu của mình. Các bạn thấy. Mà xin các bạn nhớ rằng Chủ tịch Fidel Castro là người nguyên thủ quốc gia đầu tiên và duy nhất sang thăm Việt Nam và vào tận chiến trường Quảng Trị thăm các cán bộ, chiến sĩ, quân đội nhân dân Việt Nam trước thềm hội nghị Paris năm 1973. Các bạn thân mến, vào ngày 15-16 tháng 9 năm 1973, giữa lúc chiến tranh ác liệt, thì Chủ tịch Fidel Castro đã đến thăm Việt Nam. Và thưa các bạn, là 9 giờ nhé, ngày 16 tháng 9, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Chủ tịch Fidel Castro đáp xuống sân bay Đồng Hới. Người ta kể rằng là Chủ tịch Fidel lúc nào cũng nhìn xuống đất nước Việt Nam để xem, nhìn lại cái tội ác của đế quốc Mỹ đối với Việt Nam như thế nào. Đấy. Thì cái có một cái câu chuyện về Chủ tịch Fidel rất là cảm động các bạn ạ. Khi đoàn xe đưa Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Chủ tịch Fidel từ Đồng Hới vào Quảng Trị đến Bắc Vĩ Tuyến 17, thì bỗng nhiên Chủ tịch yêu cầu nó xe dừng lại. Các bạn biết vì sao? Vì Chủ tịch đã thấy một đơn vị thanh niên xung phong đang cáng một người bị thương. Và Chủ tịch đã xuống xe và ân cần hỏi thăm người thanh niên xung phong đó, lúc bây giờ cô mới 16 tuổi. Chủ tịch xúc động mạnh mẽ đến mức độ lệnh cho đại sứ Cuba tại đó bố trí chỗ ô tô để chở ngay nạn nhân đó ra Vĩnh Linh cấp cứu. Và các bạn thân mến, người con gái bị thương đó chính là Nguyễn Thị Hương, quê ở Vĩnh Linh, Quảng Trị. Nói đến Chủ tịch Fidel Castro thì phải nói là tôi rất là cảm động vô cùng. Một nguyên thủ quốc gia mà đi bộ mà cứu những người thanh niên xung phong như thế. Và cùng lúc đó, đồng chí quyết định giúp Việt Nam xây dựng cái bệnh viện Việt Nam Cuba tại Đồng Hới, Quảng Bình. Có đất nước nào như thế không? Có đồng chí nào, đồng đội nào như thế không? Mà Cuba cách chúng ta nửa vòng trái đất, mà chia sẻ tình cảm, chia sẻ tất cả những kinh tế cho Việt Nam thời kỳ chiến tranh, giúp Việt Nam đào tạo y bác sĩ. Chúng ta phải biết là Cuba ấy là một nước ngành y rất phát triển, ngành mía đường rất phát triển. Chúng cái bọn mà chống cộng đoàn chúng nó cứ xuyên tạc rất là nhiều. Bây giờ chúng ta có giúp lại anh em Cuba một chút nào đó, chúng ta có thanh thản. Các bạn nhớ những năm tháng chiến tranh chống Mỹ ác liệt, những người công nhân Cuba sang giúp Việt Nam làm đường. Nếu các bạn nào mà ở Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai thì các bạn biết được cái con đường Việt Nam Cuba. Từ Sơn Tây đến qua Hòa Lạc đến Xuân Mai. Những năm tháng đó, những người công nhân Cuba họ tự đào đất, tự xúc đất lên xe ben. Và họ làm việc một cách cần lực giúp nhân dân Việt Nam một cách không điều kiện. Cũng như Chủ tịch Việt Nam, Chủ tịch Cuba đã nói đấy, chúng ta hiến dâng cả máu của mình, không vì một điều kiện nào khác. Ấy thế mà có những người hiện nay đang hưởng cái thành quả cách mạng của quân đội và nhân dân chúng ta,
này có những lời nói xúc phạm đến một vị nguyên thủ quốc gia như thế, hỏi rằng chúng nó còn là con người nữa hay không? Tên Ninh Cẩu Nguyễn Duy Tân, hắn còn là một công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay không? Hay là hắn là công dân của Giáo hội Công giáo Roma? Hay là cán bộ của Tòa Thánh Vatican? Nếu hắn là công dân của Giáo hội Công giáo Roma và cán bộ của Tòa Thánh Vatican, mời ông bước ra khỏi đất nước Việt Nam. Hắn không còn là một con người, hắn đã trở về loài dã thú. Khi một đồng loại chết đi, một đồng loại mất đi thì nó phải cũng phải là đau xót, chứ đừng nói một vị nguyên thủ quốc gia. Hắn lên những cái status rất là mất dạy và ngông cuồng. Không những Nguyễn Duy Tân, Phan Chí Đỉnh và một số thành phần bất mãn cơ hội trong đất chúng ta cũng thế thôi. Luôn luôn chúng ta giao giảng rằng đất tại chúng nghèo, chúng nghèo là vì chế độ, vì đất nước, vì Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế tại sao chúng nó không nghĩ rằng 90 triệu dân Việt Nam, người ta làm được nên ăn, người ta giàu có. Chúng xem lại bản thân chúng xem, chúng nó làm gì cho quê hương đất nước. Và những thành phần trong cuộc cực đoan ở hải ngoại, chúng lên những cái bài viết sặc mùi phản động. Các cụ Việt Nam chúng ta đã có câu câu ca dao của Việt Nam chúng ta là gì? Con không chê cha mẹ khó, mà chó không chê chủ nghèo. Đấy, con chó nó còn trung thành với chủ nó như thế, nó không chê chủ nó nghèo. Mà tại sao chúng nó lúc nào cũng mang danh là con rồng cháu Việt, mà chúng nó sọ xiên, chúng nó muốn phá quê hương đất nước? Các bạn thử nghĩ xem, chúng có còn là con người hay không? Suốt cả chúng ta ra giả, chúng ta sủa về là lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta biết rõ được cái mưu đồ của bọn chúng, là bọn chúng muốn rằng đất nước Việt Nam toàn loạn lạc, dân tộc Việt Nam đau khổ, xảy ra chiến tranh, kinh tế Việt Nam không phát triển, để tỏ lòng căm hận của chúng khi chúng bị nhân dân Việt Nam chúng ta đánh đuổi 43 năm có lẽ về trước. Ngày xưa chúng ở miền Nam Việt Nam, chúng tự do cướp của, tự do giết người, tự do hãm hiếp phụ nữ, tự do nập ấp chiến lược, tự do tất cả các thứ. Bởi vì cũng đồng tiền, cơm thừa sức cạn của đế quốc Mỹ mà thôi. Chúng mất đi cái dòng sữa ngọt ngào của mẹ Mỹ. Chúng căm thù đất nước, căm thù chế độ Cộng sản. Mà chúng nó không hiểu rằng đất nước chúng ta đã từng thay da đổi thịt từng ngày. Bây giờ chúng ta nhìn xem cái cảnh quê hương đầm ấm thanh bình, những người dân nhộn nhịp đi chơi những ngày thứ bảy chủ nhật, những ngày lễ hội, chúng ta tung tẩy đi trên đường, chúng nó có biết như thế hay không? Chúng nó có nhìn thấy những cái cảnh đất nước chúng ta đang phát triển như hay không? Thật là buồn khi một người lúc nào cũng giao giảng chúng ta là con rồng cháu Việt, mà có những lời nói xúc phạm đến một nơi đã sinh ra mình, đã nuôi dưỡng mình lớn lên, và lên án chúng ta, lên án những người Cộng sản hèn với giặc, ác với dân. Các bạn thử nghĩ xem liệu có hèn không, có ác không? Khi tháng 3 năm 1975, Quân đội Nhân dân Việt Nam mở chiến dịch đầu tiên tại Buôn Ma Thuột, và chúng chạy tán loạn, lao xuống tàu, ôm phản lao ra biển. Nếu như Quân đội Nhân dân Việt Nam ác, có phải hạ lòng pháo xuống bắn chúng chết hết không? Làm sao chúng còn được ở lại để sang đất Mỹ một cách ngon lành? Và chúng không biết rằng những ngày xưa chúng tra tấn những người tù Cộng sản dã man và tàn bạo như thế nào không? Và đến khi giải phóng đất nước Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta chỉ cho chúng ta đi học tập và cải tạo cái tư tưởng của chúng. Bởi vì lúc bây giờ chúng ta mà để chúng thì chúng chống phá thành quả cách mạng của chúng ta.
Chúng tập cho chúng đi cải tạo. Thằng nào ra trại cũng béo như con cút, có thằng nào gầy đâu. Và nhân đạo hơn nữa là cho chúng vào diện HO, di cư sang Mỹ, có nhân đạo hay không? Mà bây giờ chúng quay lại, chúng cắn lại chính quê hương đất nước của mình, chúng không xây dựng cho đất nước Việt Nam chúng ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, mà chúng muốn đất nước chúng ta tàn phá trong chiến tranh, người dân Việt Nam chúng ta khổ đói, chúng mới thỏa mãn cái mối căm hận của chúng đối với đất nước Việt Nam chúng ta. Nhưng chúng biết đâu rằng hơn 90 triệu dân Việt Nam chỉ có một số những cái phần tử làm không nên miếng mà ăn, bất mãn với chế độ, sống với chủ nghĩa công thần. Ngọc Hiếu và các bạn biết Phan Chí Đỉnh lúc nào cũng mang danh là một thiếu tá quân đội nhân dân Việt Nam, nhưng vì một cái bất mãn với chế độ nào đó không đáp ứng được cho hắn những cái nhu cầu yêu cầu của hắn, với cái chủ nghĩa công thần của hắn, hắn ra sức chống đối, hắn ra sức bôi nhọ và thóa mạ những người cộng sản. Hắn có còn người, là con người hay không? Hắn đừng mang trên vai một cái quân hàm thiếu tá còn đỡ nhục, mà chính hắn là người phản đội, phản bội lại những đồng đội hắn, phản bội đại nhân dân hắn, gia đình hắn và đất nước hắn. Và hơn thế nữa, cái phản bội lớn nhất của hắn là trong hắn phản bội này chính quê hương đất nước đã sinh ra hắn và nuôi hắn lớn lên, cho hắn ăn học. Kể cả thằng cha Nguyễn Duy Tân, cha Nguyễn Đình Thục, cha Đặng Hữu Lam cũng thế. Nó quên rằng đất nước Việt Nam này đã nuôi sống chúng, chúng uống nước của đất nước Việt Nam, chúng hưởng sự thanh bình trên bao nhiêu xương máu của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân miền Nam đã đã đổ xuống để cho chúng ta có được cuộc sống ngày nay. Chúng dùng điện của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng hưởng tất cả những thành quả y tế, giáo dục của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà chúng lại đi, chúng phản bội lại quê hương đất nước của chúng. Chúng có phải là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay không? Hay là chúng là công dân của giáo hội Công giáo Roma? Chúng là những cán bộ của Tòa Thánh Vatican? Chúng muốn biến mỗi một giáo xứ trên đất nước Việt Nam này trở thành một đất nước Vatican thu nhỏ hay không? Mà chúng quên rằng nếu chúng làm như thế thì đất nước này còn đâu, còn gì đâu là một đất nước Việt Nam tươi đẹp của chúng ta ngày hôm nay. Chúng cứ xô xô ở cả một cái giáo xứ đó thôi. Chúng biết rằng điện chúng lấy ở đâu chúng nó dùng. Thực phẩm chúng nó lấy ở đâu chúng nó ăn. Có phải chúng nó lấy thực phẩm của những người nông dân bán mặt cho đất và bán lưng cho trời hay không? Chúng không biết rằng chúng đang uống nước những dòng sữa mẹ Việt Nam đã cho chúng sống, chúng làm việc hay không? Mà chúng lại đang tâm bôi nhọ đất nước. Và hơn thế nữa, khi một vị nguyên thủ quốc gia của chúng ta đã ra đi về cõi vĩnh hằng, chúng không tỏ lòng thương tiếc đúng với cái gì? Tốt sống tốt đời đẹp đạo, sống phúc âm trong lòng dân tộc mà trong kinh thánh đã dạy chúng. Chúng có còn là con người hay không? Chúng là một loại súc sinh, một loại súc vật không hơn không kém. Chúng không còn là con người nữa. Cái người của trong của chúng đã vứt đi cho chó nó tha rồi. Tự hỏi chúng đã làm gì cho quê hương đất nước này? Chúng đã làm gì cho đất nước này để xây dựng cái cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam? Các bạn thử nghĩ xem, những cái thành phần đó có thể là chúng ta lên án hay không? Nếu đảng và nhà nước mà cho phép thì nhân dân Việt Nam, những người nông dân chân lấm tay bùn cũng được vỡ mõm chúng nó. Chẳng qua chúng ta sống trên đất nước Việt Nam, chúng ta tôn trọng hiến pháp và pháp luật, chúng ta không làm cái việc đó. Chứ còn nếu nhà nước chúng ta
bật đèn xanh thì chúng không còn cái răng mà nhá cứt, xin lỗi các bạn, xin lỗi Ngọc Hiếu như thế. Thằng Nguyễn Duy Tân, thằng Trang Nguyễn Đình Thục, thằng Đặng Hữu Lam, thằng Nguyễn Tây Học không còn có cửa để mua bước chân ra đường. Bây giờ ung dung chém trệ ngồi trên ô tô, một cha đạo đi tu thì lấy tiền đâu mà mua ô tô, tiền đâu mà ăn chơi phè phỡn. Tiền thu được của những giáo dân, tiền của một trong cộng cực đoan hải ngoại gửi về, chúng vì một vài đồng tiền nhơ bẩn của các thế lực thù địch mà chúng đang tông phản bội lại quê hương đất nước của chúng, nơi đã sinh cho chúng, cho chúng từng miếng ăn, giấc ngủ, từng hơi thở để chúng có sống với cuộc đời. Đau xót biết bao khi một vị chủ tịch nước của chúng ta đã ra đi, và người làm đến việc đến hơi thở cuối cùng, tinh thần của đồng chí, nhân cách của đồng chí Trần Đại Quang, chúng ta phải noi gương và học tập. À, ngôi lẻ đấy. Còn cái dòng chia sẻ nó đang có cuộn dâng trong mình, cho nên là xin phép các bạn đừng để cho mình phải suy nghĩ một vấn đề khác. Ta nửa vòng trái đất mà còn tỏ tiếc thương cùng với nhân dân Việt Nam, và sao bọn chúng không làm như những người đó đi? Chúng ta phải biết cái tình cảm của người dân Việt Nam, tình cảm những người dân Cuba, không có một ngòi bút nào, không có một nơi nói nào có thể tả hết được. Chúng ta biết cái câu chuyện của cái cô thanh niên xung phong ở Vinh Ninh lúc bây giờ không? Vì bệnh viện ở Vinh Ninh nha, thiếu máu tiếp cho chị, đồng chí đi bộ cử ngay lái xe quay ra bệnh viện ở phía tuyến ngoài lấy máu về để cứu sống người đi thanh niên xung phong. Có ai làm được những việc như đó không? Có ai muốn giúp nhân dân Việt Nam bằng cả máu của mình mà không đòi bất cứ một cái quyền lợi gì không? Đấy các bạn ạ, một người khác máu tanh nòng, một người khác...